Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đến với phần phát trực tiếp trưa ngày hôm nay cùng với chị. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu những phương pháp để làm sao chúng mình học môn văn một cách hiệu quả hơn nhé. Rồi, xin chào các em. Các bạn đã vào học cùng với chị chưa nào? Sau buổi sáng ngày hôm nay là buổi khai giảng của khóa học mùa thu, chị cũng đã thấy được sự quan tâm cùng với đó là cái quyết tâm học môn văn của rất nhiều các bạn nhỏ 2K7. Và mong rằng là thông qua những khóa học như vậy, thông qua những phần phát trực tiếp của chị thì các bạn sẽ có thêm được cho mình những cái kinh nghiệm học văn phù hợp nhé. Xin chào Khánh Ly, xin chào Huyền Trang, xin chào Quỳnh Như, xin chào các bạn. Không biết là từ cái tiêu đề của phần phát trực tiếp ngày hôm nay có khiến cho các bạn tò mò hay không? Hôm nay chị sẽ cùng các bạn chúng ta đi tìm hiểu về cách học văn bằng sơ đồ 5W1H nhé. Các bạn đã từng nghe đến sơ đồ này bao giờ chưa? Chúng mình đã từng nghe đến sơ đồ này bao giờ chưa? Ở đây thì chị sẽ nhấn mạnh về cách học các văn bản nhé. Bởi vì chị biết rằng là trong môn văn thì các bạn chú trọng nhiều nhất vào phần học về các văn bản. Đúng không nào? Các văn bản. Đó, và đây sẽ là cái sơ đồ để chúng ta sử dụng khi học các văn bản trong chương trình. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu tìm hiểu luôn nhé. Theo như thường lệ, thì từ trước đến nay, kể cả khi mà chúng mình học ngữ văn lớp 8, bây giờ là lên lớp 9, hay sau này chúng ta học lớp 10, 11, 12, thì chúng mình cũng sẽ đều đi tìm hiểu về các văn bản. Chương trình giáo dục hiện tại thì chúng ta được học theo cái cách là đa số là thầy cô sẽ hướng dẫn chúng mình, sau đó thì chúng ta sẽ dựa vào đấy, đúng không? Để tự phân tích những phần còn lại, hoặc là chúng ta cũng chỉ thuần là ghi chép. Thế nhưng đây là một cái sơ đồ để giúp cho các bạn chúng ta vừa có thể học tốt được chương trình hiện tại mà vừa có thể bắt nhịp được với cả chương trình mới đấy. Chương trình mới thì các em cứ hình dung là số lượng các tác phẩm này, hay là khi mà chúng mình đi thi ấy, thì không phải lúc nào cũng là thi vào các tác phẩm đã học đâu, mà các bạn phải hoàn toàn hình thành được cho mình cái kỹ năng để chúng ta đọc hiểu các tác phẩm văn học. Thế làm như thế nào để chúng ta hiểu được đây? Làm như thế nào để chúng ta khai thác được những cái nội dung xoay quanh một tác phẩm? Rồi, bây giờ chị sẽ đi từ những cái đã quen thuộc với các bạn nhé. Có phải là khi học mỗi văn bản thì các bạn trước tiên là chúng mình phải nắm được về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm, nắm được về tác giả đã, đúng không nào? Đầu tiên là về tác giả nhá. Đúng không nào? Trước tiên là chúng mình cần phải biết về tác giả. Sau đó vấn đề thứ hai đó chính là hoàn cảnh sáng tác. Đúng chưa? Nhá, về hoàn cảnh sáng tác thì chúng ta có thể là trả lời cho câu hỏi là tác giả sáng tác tác phẩm này ở đâu, khi nào, đúng không? Rồi, tiếp tục này, ba nhỏ là các bạn cũng cần phải nắm được chủ đề của tác phẩm, chủ đề của văn bản, để biết là tác giả sáng tác tác phẩm này ra để làm gì. Đấy, cái thông điệp, cái mong muốn, cái ước muốn và nội dung thông tin mà tác giả muốn gửi gắm thông qua văn bản chốt lại là gì. Đấy chính là chủ đề. Rồi, thế phần tiếp theo là phần quan trọng nhất, chính là nội dung của văn bản. Đúng không? Chính là nội dung, và phần này là phần quan trọng nhất, là phần dài nhất đây. Ok chưa? Và cuối cùng là phần nghệ thuật. Đó, đúng chưa nào? Thế thì bây giờ chị sẽ đánh dấu mỗi phần này tương ứng với một chữ V kép hoặc là một chữ H, để từ đây các bạn tiện lợi hơn trong việc vẽ sơ đồ tư duy, trong việc chúng ta ôn tập lại để nắm bắt kiến thức toàn diện về một văn bản các em nhé. Về tác giả, chúng ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi Who? Đúng không? Ai là người sáng tác ra tác phẩm này? Thứ hai, về hoàn cảnh sáng tác, chúng ta sẽ đi trả lời cho hai chữ W, đó chính là thứ nhất when and where. Đúng chưa? Đó, ok chưa nào? Rồi, còn về chủ đề, chúng ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi là why. Tại sao? Tại sao tác giả lại viết tác phẩm này ra? Tác giả viết tác phẩm này ra để làm gì? Đấy, ok chưa nào? Và nội dung thì chúng ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi what. Đó, được chưa nào? Và tất nhiên rồi, cuối cùng để mà thể hiện được nội dung đó thì tác giả sử dụng những hình thức nghệ thuật rất là đa dạng, phù hợp với cả phong cách của tác giả, thì chúng ta sẽ đi trả lời cho chữ W, cho chữ H duy nhất, đó chính là how. Được không nào? Ok chưa? Như vậy nhá, như vậy chúng ta đã có 5 chữ V kép: who, when, where, why, what
và cuối cùng là một chữ H, how. Đó, thế thì khi mà chúng mình nhớ được có 5 chữ V kép và một chữ H này là các bạn đã nắm được kiến thức tổng quát xoay quanh một văn bản rồi đấy. Đây là tất cả những gì chúng ta cần phải nắm được, cả thơ và cả văn xuôi, đúng không các em? Nhớ, và đặc biệt là đối với các văn bản văn học hiện đại. Chị lấy ví dụ về một văn bản này, chúng ta có thể dựa vào cái này để vẽ sơ đồ tư duy, đúng không nào? Chúng ta có thể dựa vào điều này để chúng mình vẽ sơ đồ tư duy mỗi khi học về một tác phẩm. Hay là chúng ta học bằng cách là trao đổi với bạn bè, chúng ta học bằng cách là giảng lại cho bạn bè nghe, đúng không nào? Thì chúng ta cũng có thể giảng lại lần lượt. Đầu tiên này, chúng ta cần nắm được đây là một tác phẩm của ai, do ai sáng tác, trả lời cho câu hỏi who, có những đặc điểm gì xoay quanh tác giả đó, đúng không? Sau đó thì tác phẩm này ra đời trong hoàn cảnh nào, trả lời cho câu hỏi là when và where, là tác phẩm ra đời khi nào và ở đâu, đúng không? Rồi tiếp tục về mặt chủ đề thì tác phẩm này ra đời nhằm để thể hiện tình cảm hay là nhằm để thể hiện một thái độ gì của tác giả. Và đặc biệt, phần quan trọng nhất là phần nội dung. Thì phần này chúng ta nắm được những nội dung chính, rồi từ những nội dung chính đấy chia nhỏ các nhánh ra tương ứng với từng câu thơ hay là tương ứng với từng chi tiết ở trong tác phẩm văn xuôi các bạn nhé. Được chưa nào? Và tất nhiên rồi, để mà chúng mình hiểu được và để thấy được cái đẹp của tác phẩm thì không thể bỏ qua được phần nghệ thuật, đó chính là câu hỏi how, như thế nào. Tác giả thể hiện tất cả những nội dung này bằng những biện pháp nào, bằng cái hình thức nghệ thuật nào, thì đấy chính là trả lời cho câu hỏi như thế nào, đúng chưa? Đó, thế nên ở đây nhá các bạn, chúng ta chỉ cần nhớ được 5 chữ V kép và một chữ H này thôi là chúng ta đã có thể hiểu được cái sơ đồ cơ bản nhất, nắm bắt thông tin xoay quanh một văn bản, kể cả là đối với văn bản chúng ta đã học hay là đối với những văn bản chúng ta mới tiếp xúc lần đầu tiên, thì đây cũng là cái kỹ năng cơ bản để chúng mình đọc hiểu được đấy. Nào, bây giờ chị sẽ lấy ví dụ về tác phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính nhá. Đầu tiên, who, ai là người đã sáng tác ra tác phẩm này? Bài thơ về tiểu đội xe không kính là tác phẩm của nhà thơ Phạm Tiến Duật, một nhà thơ trẻ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Một cây xăng lẻ của rừng già, ông đã từng được mệnh danh là nhà thơ lớn nhất thời kỳ chống Mỹ. Thơ ông có sức mạnh như của cả một sư đoàn trùng trùng ra trận. Với tinh thần trẻ trung, ngang tàng, ngạo nghễ, Phạm Tiến Duật đã đưa tất cả những chất liệu hiện thực vào trong trang thơ của mình. Đó, được không? Đấy là những đặc điểm xoay quanh tác giả Phạm Tiến Duật nhá. Về hoàn cảnh sáng tác này, where and when. À, bài thơ về tiểu đội xe không kính được tác giả Phạm Tiến Duật sáng tác vào năm 1969. Khi đó thì cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt. Bài thơ ra đời ngay trong cái bụi mù khói lửa của rừng Trường Sơn huyền thoại, của con đường Trường Sơn ngày nào, một con đường huyết mạch nối giữa hậu phương miền Bắc và tiền tuyến miền Nam. Ok chưa? Xong về hoàn cảnh sáng tác nhá. Tiếp tục về chủ đề, bài thơ được sáng tác để tác giả bày tỏ cái lòng ca ngợi của mình đối với những người lính lái xe trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, những vẻ đẹp về mặt phẩm chất của họ là tư thế hiên ngang, tinh thần bất khuất, coi thường gian khổ, rồi tình đồng chí đồng đội thắm thiết và đặc biệt là ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt. Đó, bài thơ ra đời nhằm mục đích là để ca ngợi, đúng không? Khắc họa và ca ngợi vẻ đẹp của những người lính lái xe, của những người lính trẻ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Rồi, xong nhá. Xong chữ V kép thứ 4, đến chữ V kép thứ 5 này. What? Tức nghĩa là bài thơ này có nội dung là gì? Chúng ta có thể thấy có hai nội dung chính của bài thơ. Một là bài thơ đã khắc họa thành công hình ảnh những chiếc xe không kính. Một hình ảnh thực đến trần trụi, một hình ảnh đi từ hiện thực của thời kỳ lửa đạn bước vào trang thơ của Phạm Tiến Duật với những gì chân thực nhất. Là hình ảnh của những chiếc xe không có kính, không phải vì xe không có kính, bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. Rồi là gì? Không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước, xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Được không nào? Đấy là nội dung đầu tiên nhá. Nội dung thứ hai quan trọng hơn nữa là thông qua việc khắc họa hình ảnh những chiếc xe không kính, tác giả muốn thể hiện được vẻ đẹp của những người lính lái xe. Thứ nhất, đó chính là tư thế ung dung, lạc quan, ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn thấy gió vào xa mắt đắng, nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như xa, như ùa buồng lái. Vẻ đẹp phẩm chất thứ hai của người lính đó chính là tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ, tinh thần dũng cảm, hiên ngang, khi mà không có kính thì ướt áo, mưa tuôn mưa xối như ngoài trời, chưa cần thay lái trăm cây số nữa,
mưa ngừng gió lùa khô mau thôi. Những rồi là không có kính lại còn thì có bụi, đúng không? Khổ thơ thứ ba đấy, không có kính thì có bụi, bụi phun tóc trắng như người già, chưa cần rửa phì phèo châm điếu thuốc, nhìn nhau mặt lấm cười ha ha. Đó, rồi vẻ đẹp phẩm chất thứ ba của người lính đó chính là tâm hồn trẻ trung và tình đồng chí đồng đội gắn bó. Những chiếc xe từ trong bom rơi đã về đây họp thành tiểu đội, gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới, bắt tay qua cửa kính vỡ rồi. Bếp hoàng cầm ta dựng giữa trời, chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy. Võng mắc trông tranh đường xe chạy, lại đi, trời xanh thêm. Và vẻ đẹp phẩm chất cuối cùng cũng là vẻ đẹp phẩm chất ngời sáng nhất nơi trái tim của những người lính lái xe, đó chính là ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt. Không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước, xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Được không các bạn? Đó là toàn bộ về phần nội dung đấy. Và từ những ý chính như vậy, các em có thể tiếp tục triển khai ra thành các ý nhỏ tương ứng với các biện pháp nghệ thuật mà tác giả đã sử dụng trong từng câu thơ. Đúng không? Đấy, chị chỉ cần nói như thế thôi và chỉ đến chữ V kép nào là các bạn cũng đã hình dung ra được từng nhánh trong các ý của chúng mình rồi. Đây sẽ là một sơ đồ rất là hữu hiệu để chúng ta ôn tập về kiến thức các văn bản, đặc biệt cần thiết khi chúng ta sắp sửa đối diện với những kỳ thi. Đúng không? Hay là đến với cả chữ H cuối cùng nhá. Chữ H cuối cùng ở trong sơ đồ này, đó chính là về nghệ thuật của bài thơ về tiểu đội xe không kính. Thì ta có thể thấy là cái chất nghệ thuật rất là cần phải chú ý trong bài thơ này chính là chất hiện thực được tác giả đưa vào trong thơ. Được không nào? Chất hiện thực nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Thứ hai là hình ảnh thơ mà tác giả sử dụng là những hình ảnh thơ chân thực nhất, giản dị nhất, nhưng lại được đưa vào trong thơ với một cái nhịp điệu hào hùng, với một nhịp điệu mạnh mẽ, ngang tàng, trẻ trung và tinh nghịch. Ok chưa nào? Nhớ. Đấy, và thứ ba là về mặt ngôn ngữ mà tác giả sử dụng là có rất là nhiều những câu thơ được kéo dài ra và giống như là những câu tự sự vậy, giống như là những câu trần thuật, và bởi vậy mà giọng thơ lại trở nên càng gần gũi hơn nữa, giàu tính khẩu ngữ mà vẫn thể hiện được vẻ đẹp của những người lính lái xe. Được không nào? Ok chưa? Như vậy, chị đã sử dụng sơ đồ 5W1H để có thể khái quát được kiến thức xoay quanh tác phẩm bài thơ về tiểu đội xe không kính của tác giả Phạm Tiến Duật rồi đấy. Các bạn đã hiểu được là chúng ta đi trả lời những câu hỏi này để thành lập ra được một sơ đồ tư duy là như thế nào chưa? Hãy sử dụng cái sơ đồ này khi mà chúng mình thiết lập sơ đồ tư duy xoay quanh một tác phẩm nhé. Được không? Ví dụ chúng ta có thể viết tên tác phẩm ở giữa đây, bài thơ về tiểu đội xe không kính chẳng hạn. Đó. Sau đó thì chúng mình sẽ chia ra nhỏ thành các cái nhánh tương ứng với mỗi chữ V kép 1. Ví dụ nhánh đầu tiên chúng ta là nhánh hù. Đấy, các bạn sẽ đi trả lời cho câu hỏi, những cái câu hỏi xoay quanh thông tin về tác giả Phạm Tiến Duật. Tiếp tục, nhánh thứ hai đó chính là nhánh when and where, là về hoàn cảnh sáng tác đấy. Được chưa? Rồi tiếp tục này, nhánh thứ ba là nhánh về chủ đề why. Được không? Rồi nhánh thứ tư thì nhánh này là nhánh lớn nhất này, cần phải nhiều cái vị trí nhất này, đó chính là what, là về nội dung. Rồi cuối cùng là nhánh về nghệ thuật, how. Đó. Và tác phẩm nào chúng ta cũng có thể vẽ được dựa trên cái sơ đồ này. Và khi mà chúng mình trả lời được đầy đủ 6 câu hỏi này xoay quanh một tác phẩm là khi mà các bạn đã nắm rõ được kiến thức của tác phẩm đấy rồi đấy. Được không nào? Ok chưa? Đấy nhá. Và ngày hôm nay học kiến thức nền kiểu gì vậy chị? Em chưa hình dung được việc học kiến thức nền. Ở đây trước tiên chúng ta cần hiểu kiến thức nền mà chị vẫn nói đến ý, là về kiến thức của các văn bản. Thế thì làm thế nào để chúng ta nắm bắt được kiến thức của các văn bản? Trước tiên là xuất phát từ tình hình học hiện tại của các bạn đã. Mỗi bạn đang ở một mức độ học khác nhau, tức nghĩa là có bạn thì rất là thích học những tác phẩm, thế nên chúng ta chủ động trong việc thuộc thơ này, học thuộc các dẫn chứng trong các tác phẩm văn xuôi. Nhưng cũng có những bạn rất là sợ hãi, dẫn đến việc chúng ta học một cách thụ động, đến bài nào là biết bài đấy thôi. Đúng không nào? Thế nên là trước tiên chúng ta cần phải nhìn lại tình hình học của bản thân mình đã, để xem là mình đang ở đâu, để xem mình đang thiếu phần nào, mình đang gặp khó khăn ở đâu, để chúng ta tập trung vào trau dồi phần đấy nhiều hơn.
Sau khi xác định được rồi thì bây giờ chúng mình hãy cùng ngồi lại và xây dựng lộ trình như buổi hôm trước chị đã hướng dẫn các bạn đấy. Lộ trình chúng ta học các văn bản thì một lộ trình lý tưởng là bây giờ chúng ta học từ bây giờ cho đến khoảng độ hết tháng 12 là chúng ta có khoảng bao nhiêu tháng nhỉ? Tháng 10, tháng 11, tháng 12, 3 tháng để học khoảng 18 đến 19 văn bản trọng tâm ở trong chương trình. Có cả văn bản trung đại và văn bản hiện đại đấy nhá. Được không? Khoảng 18 đến 19 văn bản. Đó, chúng ta học trong 3 tháng, mỗi tuần 2 văn bản là ok. Đấy, sau đó thì chúng mình lại bắt đầu ôn lại những cái kiến thức xoay quanh các văn bản bằng chính cái sơ đồ mà ngày hôm nay chị hướng dẫn các bạn đây. Được không? Nhá, hay là ngay từ những lúc chúng ta học các văn bản ở trên lớp ý, các bạn hãy về nhà và chủ động học lại những kiến thức đó dựa trên sơ đồ này. Thì chị nghĩ rằng là chúng ta cứ lượt đi lượt lại, chúng ta đọc đi đọc lại và tự trau dồi thì các bạn sẽ nhớ hơn được lâu hơn, nhớ dễ hơn và lâu hơn. Đúng không? Đấy, nếu như từ trước đến nay các bạn vẫn vẽ sơ đồ tư duy theo cái kiểu là một bên là tài liệu và một bên là sơ đồ của mình, thì bây giờ các em hãy thử cách này đi. Chúng ta không sử dụng tài liệu nữa. Tài liệu là lúc chúng ta sử dụng, sau đó chúng ta đọc này, chúng ta học thuộc những ý chính, sau đó cách ly với tài liệu đi, để tài liệu sang một bên không mở ra nữa, và tự vẽ lại sơ đồ tư duy của mình dựa trên những câu hỏi chính này của chị. Đấy, được không? Thì như vậy mới là chúng ta đang tự học kiến thức. Chứ nếu lúc nào chúng ta cũng vẽ sơ đồ mà kè kè phần tài liệu bên cạnh thì chị nghĩ rằng là nếu như thế thì chúng ta sẽ nhớ khó hơn đấy. Kiểu như là cái trí nhớ của chúng ta không được hỏi, không được chất vấn thường xuyên. Lúc nào mỗi khi chúng ta băn khoăn là chúng ta lại nhìn vào tài liệu. Thế thì đi thi làm sao mà ta rèn được cái sự tư duy? Đúng không nào? Làm sao chúng ta rèn được cái sự tư duy? Đấy, thế nên là chúng ta nên vẽ sơ đồ khi mà chúng mình đã nắm được các ý rồi. Và sau đó hệ thống lại dưới dạng những câu hỏi như thế này này. Ok chưa nào? Ừ, được không? Các văn bản chủ yếu đó là gì vậy? Đây chị mở lại cho chúng ta xem về lộ trình hôm trước chị phát trực tiếp với các em nhá. Trời ơi, sao lại không tham gia nhở? Đây này, đây. Chúng ta có các văn bản văn học trung đại như là Chuyện người con gái Nam Xương này, ba đoạn trích trong Chuyện Kiều, Hoàng Lê Nhất Thống Chí này, hay là Chuyện Lục Vân Tiên. Sau đó đến với cả các văn bản hiện đại như là Đồng Chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Ánh trăng, Bếp lửa, Làng, Lặng lẽ Sapa, Mùa xuân nho nhỏ, Sang thu, Viếng lăng Bác, Nói với con, rồi Chiếc lược ngà và Những ngôi sao xa xôi. Có tổng cộng khoảng từ 18 đến 19 văn bản thì phải đấy. Hôm trước chị đã cùng với các bạn đếm rồi đấy. Được không? Thì các bạn đầu tiên chúng ta có thể xem ở trong mục lục sách giáo khoa và chúng ta tham khảo đề thi năm ngoái của tỉnh mình để xem là năm ngoái tỉnh mình thi vào tác phẩm nào rồi, thì rất có thể là năm nay sẽ không thi vào tác phẩm đấy nữa, là chúng ta còn dường như là loại được một tác phẩm. Đấy, thế thôi, còn lại là tất cả chúng ta đều phải nắm chắc, đúng không? Bởi vì bây giờ là mới giai đoạn đầu năm thôi, thế nên là chưa có chương trình thi cụ thể được công bố đâu. Từng tỉnh sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể sau, thì đến lúc đó chúng ta lại điều chỉnh. Nhưng trước hết các bạn vẫn cần phải học kỹ các văn bản, bởi vì là chúng ta còn có những kỳ thi ở trên lớp nữa cơ mà, đúng không? Đâu phải là chúng ta học cả năm rồi đến cuối cùng chúng ta mới thi vào 10 đâu. Chúng ta còn có những kỳ thi học kỳ này, thi giữa kỳ này. Và tất nhiên hãy cố gắng giành được những điểm số thật cao trong những kỳ thi đấy nhá. Ok chưa? Và đó chính là phần hướng dẫn của chị xoay quanh một cái phương pháp học văn mà chị thấy được rằng là các bạn rất dễ dàng trong việc áp dụng đấy. Đó chính là học văn bằng sơ đồ 5W1H. Thế thì liên quan đến kiến thức nền, liên quan đến kiến thức chuyên sâu về từng văn bản một, hiện tại chị cũng đang chuẩn bị khai giảng một khóa học là khóa học VIP 2, là khóa học mà sẽ khai giảng vào ngày 13 tháng 10. Chúng ta sẽ cùng học với nhau thật là kỹ về kiến thức nền của từng văn bản một các em nhé. Và lộ trình này cũng là lộ trình của khóa học văn VIP 2 luôn, học từ tháng 10 cho đến đầu tháng 6 khi mà chúng mình thi. Thế nên nếu như mà bạn nào với những câu hỏi rất là với những cái câu hỏi mà các bạn vừa đặt ra cho chị đấy, là kiến thức nền thì học như thế nào, hay là có những văn bản nào thì chứng tỏ là các bạn vẫn chưa hình dung ra được rõ cách học về các tác phẩm, đúng không? Thế nên là chị khuyên chúng mình hãy tham khảo thông tin liên quan đến khóa học VIP 2 để chúng ta đồng hành cùng với nhau xuyên suốt từ tháng 10 đến khi các bạn thi nhá. Hiện tại thì chị chỉ có hai khóa học, một là khóa học VIP 1 và hai là khóa học VIP 2, là những khóa học sẽ đồng hành cùng với các bạn từ bây giờ cho đến khi thi. Khóa học VIP 1 thì các bạn hiện tại lớp VIP 1 hiện tại không còn nhận học sinh nữa. Thế nên chị mở lớp VIP 2 để những bạn nào có mong muốn chúng ta có thể đăng ký tham gia.
Ngoài ra thì khóa học mùa thu là khóa học miễn phí thì vẫn đang được duy trì, và đây là một khóa học chỉ dành riêng cho mảng kiến thức về các văn bản Nhật dụng thôi. Đó là tất cả những chiến dịch và tất cả những cái khóa học bổ ích dành cho các bạn 2K7. Thế nên nếu như em còn băn khoăn về kiến thức nền của các văn bản khi mà chúng mình đi thi cấp 3 ấy, thì hãy nhắn tin về cho chị để được hướng dẫn cách đăng ký tham gia khóa học VIP 2 nhá. Được không nào? Ok chưa? Đó, thì đó chính là sơ đồ 5W1H, một cái phần thông tin mà chị nghĩ rằng có những bạn ngày hôm nay mới nghe đến đấy. Thế thì các em hãy thử áp dụng xem, được không? Sau đó hãy thử khoe với chị phần sơ đồ tư duy mà các bạn đã thiết lập được dựa trên sơ đồ này, và hãy thử nêu những cái cảm nhận của các em khi chúng ta học bằng cách này như thế nào nhá. Được không? Ok chưa? Chị đã khuyên rồi đấy, là sơ đồ này chúng ta sẽ sử dụng để áp dụng vào quá trình học kiến thức của các văn bản, đặc biệt là trong giai đoạn ôn tập trước khi thi, để chúng ta lượt lại được toàn bộ kiến thức của các văn bản. Chị cũng đã lấy ví dụ khi áp dụng vào một tác phẩm cụ thể rồi. Mong rằng là phần phát trực tiếp này sẽ bổ ích đối với các em. Được không? Ok chưa? Đó nhá. Rồi, tất cả những thắc mắc của các bạn xoay quanh việc học kiến thức ngữ văn lớp 9 như thế nào để chúng ta vững tin khi bước vào kỳ thi vào lớp 10, hãy nhắn tin về cho chị để được hướng dẫn chi tiết hơn. Còn phần phát trực tiếp ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Tất cả những cái thông tin, tất cả những phương pháp học văn chị cũng sẽ cố gắng là chia sẻ thêm nhiều hơn nữa trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo cùng với chúng mình nhé. Đừng quên là hãy theo dõi kênh fanpage học văn chị Hiên cho cơ sở để cập nhật những tài liệu hay và tham gia những khóa học để đồng hành cùng với các anh chị trong team học văn chị Hiên nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các em trong những buổi phát trực tiếp sau. Bye bye!